kính thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, hôm nay em xin trình bày về bài cổng từ trong chẩn đoán sản xuất trí tuệ với hướng dẫn của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Hạ. Nội dung hôm nay thì em có ba nội dung chính, đó là khái niệm nguyên nhân của sản xuất trí tuệ và các cái thang điểm đánh giá trên MRI của các bệnh lý sản xuất trí tuệ và một số bệnh lý cụ thể. Đại cương thì ở Việt Nam thì tốc độ dân số đang già hóa nhanh. Từ năm 2018 thì những người trên bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm khoảng 12%, mà khoảng 12 triệu người, và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì ngày càng tăng. Các cái bệnh cảnh sản xuất trí tuệ thì là một bệnh lý phổ biến của các bệnh nhân cao tuổi. Đây là một tình trạng suy giảm nhận thức ở những người có tri giác bình thường và nặng dần theo thời gian, tỷ lệ tăng nhanh theo tuổi, từ 10% những người 60-65 tuổi đến 30-50% và những người trên 85 tuổi. Chẩn đoán sớm khi các triệu chứng thần kinh chưa rõ ràng thì giúp can thiệp sớm, điều trị giảm triệu chứng cho bệnh nhân, là giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong đó thì MRI là một phương pháp quan trọng trong chẩn đoán sớm các cái bệnh lý sản xuất trí tuệ. Nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân trong cái bệnh cảnh này. Nguyên nhân do tổn thương nhu mô não, do thoái hóa, do các bệnh lý mạch máu não, nhiễm độc, viêm nhiễm hay các cái kiểu ống khối trong nhu mô não và các nguyên nhân hiếm gặp khác. Chẩn đoán thì đầu tiên vẫn phải dựa vào lâm sàng và các cái dấu hiệu gợi ý như là suy giảm trí nhớ, ngôn ngữ, nhận thức, đặc biệt là các cái thay đổi hành vi, nhân cách và rối loạn tâm thần. Đó là như hành vi, những cái dấu hiệu kín đáo. Những bệnh nhân có tiền sử gia đình có hội chứng sản xuất trí tuệ cũng là yếu tố nguy cơ. Ngoài ra thì có các cái thang điểm hay những cái câu hỏi trắc nghiệm trong đánh giá lâm sàng, và cận lâm sàng thì có các xét nghiệm máu, điện não đồ, chọc dị đoan tủy trong một số bệnh lý đặc biệt. CT và MRI thì có vai trò quan trọng trong cái chẩn đoán sớm của các bệnh lý sản xuất trí tuệ, đặc biệt là loại trừ các cái bệnh lý có thể phẫu thuật được, đó là các cái bệnh lý về u não, tụ máu dưới màng cứng mãn tính hay não ung thủy. Đây là các cái bệnh lý cũng thường gặp ở những bệnh nhân cao tuổi. Ngoài ra thì còn quan trọng nhất đó là chẩn đoán sớm và phát hiện các bệnh lý thoái hóa thần kinh của hội chứng sản xuất trí tuệ. Về phẫu thuật tâm cục chụp của MRI thì hiện nay tại khoa chẩn đoán hình ảnh thì cũng dùng cái protocol chụp tương tự như thế này, tức là T1 Sagittan, T2 Corona, FLAIR, T2 sao và Diffusion ASEAN. Một số các bệnh lý sản xuất trí tuệ thông thường hay gặp đầu tiên là Alzheimer là bệnh lý phổ biến nhất. Các cái tỷ lệ bệnh thì phụ thuộc vào độ tuổi. Với những cái nhóm bệnh nhân lớn tuổi trên 65 tuổi thì hầu hết là Alzheimer và bệnh lý sản xuất trí tuệ mạch máu. Còn nhóm bệnh nhân trẻ dưới 65 tuổi thì hai bệnh lý này chỉ chiếm khoảng 50%. Còn các cái bệnh lý phức tạp khác thì chiếm khoảng gần một nửa. Đứng trước một bệnh nhân có chẩn đoán sản xuất trí tuệ được chụp MRI thì điều đầu tiên nhận định đó là bệnh nhân này có cái tổn thương teo não hay không, vị trí teo não khu trú hay lan tỏa, và teo não đối xứng hay không đối xứng. Từ đây thì ta có những cái thang điểm phù hợp để đánh giá khác nhau. Thang điểm đầu tiên đó là thang điểm GCA cho bệnh nhân teo vỏ đại não. Thang điểm gồm có từ 0 đến 3 điểm. Tức là 0 là coi là bình thường, 1 là teo nhẹ là gồm có các cái rộng các cái rãnh não và rãnh nhẹ não thức. Độ 2 đó là teo trung bình là có giảm các thể tích các hồi não và giãn não thức mức độ trung bình. Teo độ 3 đó là teo nặng giai đoạn cuối, như là các cái cuộn não teo nhỏ và mất cái góc tù và tạo thành cái góc nhọn hình lưỡi dao. Và đánh giá tốt nhất là đánh giá trên sung FLAIR. Trên đây là hình teo vỏ đại não, đánh giá theo các mức độ từ 0 đến 3 trên CT ạ. Với các lát cắt đang qua não thất và chán đỉnh ạ. Teo vỏ đại não đánh giá trên MRI ạ. Đánh giá theo các mức độ từ độ 0 đến độ 3, đánh giá theo cả 13 vùng của mỗi bán cầu đại não ạ. Và đây là teo đại não lan tỏa. Thang điểm thứ hai đánh giá rất là teo thùy thái dương ạ. Thường thì đánh giá trên sung T1 corona cao ở hải mã và ngang mức của cầu não. Đánh giá thì ta có 3 chỉ số cần quan tâm. Thứ nhất là C, đây là vị trí C, đây là độ rộng của cái khe màng mạch ạ. Hai là cái độ rộng của sừng thái dương ạ. Đây là
chỉ số D và A là cái chiều cao của hồi hải mã. Thế là các cái chỉ số trên lắp cắt ASEAN đánh giá các điểm MTE của Teo Thủy Thái Dương thì đánh giá từ 0 đến 4 điểm ạ. 0 điểm là bình thường ạ. 1 điểm đấy, 0 điểm đấy là bình thường, hồi hải mã bình thường. 1 điểm là khi rộng của cái khe màng mạch ạ, chỉ rộng khe màng mạch. 2 là khi rộng khe màng mạch kèm theo là rộng của cái sừng thái dương não thấp bên ạ. 3 là kèm theo nữa đó là có giảm nhẹ, giảm trung bình của cái hồi hải mã, tức là chiều cao hồi hải mã này giảm dưới 1/2 ạ. Và độ 4 là có giảm nặng thể tích của hồi hải mã, đây là giảm nặng thể tích của hồi mã dưới 1/2 đường kính chiều cao của hồi hải mã. Đánh giá cái MTA, điểm MTA thì phụ thuộc vào tuổi. Với những bệnh nhân tuổi mà dưới 75 tuổi thì điểm MTA lớn hơn bằng 2 mới là bất thường. Còn những bệnh nhân trên 75 tuổi thì phải là trên lớn hơn hoặc bằng 3 thì mới là bất thường ạ. Đánh giá điểm MTA thì rất là nhạy với cái bệnh Alzheimer và có thể dùng để theo dõi tiến triển của bệnh. Tuy nhiên thì cũng không đặc hiệu hoàn toàn cho Alzheimer và nó còn gặp trong một cái số bệnh cảnh có sa sút trí tuệ khác. Và nếu có nghi ngờ về cái bệnh cảnh Alzheimer thì có thể chụp được theo dõi kiểm tra sau mỗi 6 tháng. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân theo dõi nghi ngờ Alzheimer giai đoạn đầu tiên thì là chỉ có rộng nhẹ của khe màng mạch, tức là MTA 1. Sau 18 tháng thì là MTA 2 và sau 36 tháng là MTA 3. Thang điểm thứ ba nữa là thang điểm đánh giá Teo Thủy Đỉnh. Thủy Đỉnh trên hình ảnh là cái màu đỏ. Đây cũng là một cái bảng mà có giá trị tiết lượng trong bệnh Alzheimer. Khi mà cái MTA bình thường đánh giá thì theo thang điểm Cô-đang. Theo Thủy Đỉnh, thang điểm Cô-đang thì đánh giá từ 0 đến 3 điểm. Cũng 0 điểm là bình thường ạ. 1 điểm là teo nhẹ bỏ não. Teo nhẹ bỏ não và rộng nhẹ cái rãnh đỉnh chẩm. 2 điểm là teo nặng bỏ não và cái rãnh đỉnh chẩm mức độ trung bình. 3 điểm là teo hồi, teo cái bỏ não hình lưỡi dao, tức là teo rất nặng còn rất ít lưu mô. Và rộng rãnh đỉnh chẩm ạ, rộng rãnh đỉnh chẩm mức độ nặng. Thang điểm thứ tư là thang điểm về thoái hóa chất trắng. Thì tổn thương chất trắng gặp ở người cao tuổi nên làm thường do cái tổn thương của lý vi mạch và dựa vào thang điểm Fasicap. Đánh giá thì sử dụng đánh giá trên cái hình ảnh flare và T2. Fasicap 0 tức là không có hoặc là cái tổn thương chất trắng đơn độc. Fasicap 1 là tổn thương chất nhiều nốt, tổn thương chất trắng đơn độc giải rác. Fasicap 2 là các nốt tổn thương liên kết tạo thành các cái nốt và cầu nối, và 3 là các cái mảng tổn thương lớn. Trên đây là hình ảnh của Fasicap 1 tức là nhiều nốt tổn thương chất trắng đơn độc giải rác. Hai bên bán cầu ạ, có tính chất đối xứng. Fasicap 2 thì các cái nốt tổn thương này tạo thành các cái cầu nối ạ. Các cái tổn thương này là tăng tín hiệu trên T2 và flare. Và Fasicap 3 là tạo thành các cái mảng đám lớn ạ. Fasicap 1 thì có thể gặp ở người bình thường và đặc biệt là người trên 65 tuổi. Fasicap 2 và 3 thì đã là bệnh lý mà tuy nhiên thì có thể gặp ở người bình thường. Nhưng mà những người này thì đều có cái nguy cơ cao về các cái tổn thương mạch máu trong tương lai. Thang điểm tiếp theo là thang điểm bệnh lý tiếp cơ tổn thương tiếp theo là teo não bình thường theo tuổi. Thì teo não bình thường thì có thể gặp ở người bình thường hoặc là những cái bệnh nhân có sa sút trí tuệ. Teo não bình thường theo tuổi thì có thể thấy các cái tổn thương là chủ yếu là tổn thương giảm thể tích của chất trắng sâu vào quả não, được kèm theo là Fasicap 1, các cái rộng khoang canh mạch, rộng các cái dãy não và điểm MTA 2 với những bệnh nhân trên 75 tuổi. Ngoài ra thì có nắng đọng sắt chủ yếu các hạnh nền và hạnh nhân tiểu não. Trên đây là hình ảnh của một bệnh nhân 75 tuổi có teo não bình thường theo tuổi, có teo G, teo não lan tỏa GC1 và có nắng đọng sắt chủ yếu hạnh nền là tổn thương giảm tín hiệu trên sung T2. Tổn thương tiếp theo đó là nhồi máu vị trí chiến lược. Khi nhồi máu là những cái khu vực quan trọng đối với những hoạt động nhận thức và thường là các cái tổn thương gặp ở đồi thị, đặc biệt là tổn thương đồi thị hai bên hoặc là tổn thương
hồi Hải Mã, Thủy Thái Dương, và đặc biệt là tổn thương cái bên bán cầu não có ưu thế thì có cái triệu chứng lâm sàng nổi bật hơn ạ. Em xin trình bày một số bệnh lý về sa sút trí tuệ hay gặp, đó là bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer thì là một bệnh chiếm 50-75% tổng các trường hợp sa sút trí tuệ, và khoảng 80% bệnh ảnh hưởng đến bệnh nhân trên 65 tuổi và 30% ở những người 85 tuổi. Trong giai đoạn sớm thì là tổn thương đầu tiên thì bao giờ cũng gặp mà hồi Hải Mã, Thủy Thái Dương. Giai đoạn muộn thì có thể gặp cái trường hợp là teo não, kèm theo teo não lan rộng, và nó cũng giống như các cái bệnh sa sút trí tuệ khác. Và EMRI có vai trò quan trọng trong cái giai đoạn chẩn đoán giai đoạn sớm, là khi chỉ có cái tổn thương teo hồi Hải Mã, Thủy Thái Dương, và cũng là cái để loại trừ các cái tổn thương khác. Ở giai đoạn cuối thì bệnh Alzheimer thì cũng giống như các cái bệnh lý của sa sút trí tuệ giai đoạn cuối khác, thì tức là đều có cái điểm MTA và GCA cao. Tuy nhiên thì nó cái điểm này nó cũng không đặc hiệu hoàn toàn cho cái Alzheimer. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân bình thường, hồi Hải Mã bình thường, và bệnh nhân Alzheimer với teo hồi Hải Mã Thủy Thái Dương với cái điểm MTA 3. Ngoài cái teo hồi Hải Mã Thủy Thái Dương thì đứng thứ hai là hay gặp là teo thủy đỉnh với teo thủy đỉnh trong và đỉnh trong đấy, và trước trên ạ. Thì mặc dù cái tổn thương này có thể kèm theo hoặc là không kèm theo cái teo hồi Hải Mã, thì đây là một cái bệnh nhân có điểm CODAM 1 với teo nhẹ của cái cuộn rãnh não, teo nhẹ các cuộn não của thủy đỉnh và rộng rãnh đỉnh trống. Bệnh lý thứ hai hay gặp đó là bệnh lý sa sút trí tuệ mạch máu, thì phân biệt với Alzheimer bởi sự khởi phát đột ngột hơn và có kèm kết hợp với các yếu tố nguy cơ về mạch máu. Tuy nhiên thì hầu hết các cái bệnh nhân đều mắc các bệnh lý mạch máu nhỏ và biểu hiện bằng một cái kiểu suy thoái dần dần và tinh vi hơn. Trên đây là hình ảnh của một bệnh nhân có cái tắc nhánh động mạch não sau bên trái gây nhồi máu của đột thị và người Hải Mã Thủy Thái Dương bên trái. Và loại nhồi máu này có thể dẫn đến mất trí nhớ đột ngột và nếu nằm ở bán cầu não có ưu thế. Còn nếu ở bán cầu não không ưu thế thì cái tổn thương này, cái triệu chứng của mất trí nhớ nó sẽ không nổi trội. Hầu hết các bệnh nhân sa sút trí tuệ mạch máu thì đều có tổn thương chất trắng lan tỏa, và tổn thương này thường là phân giai cách 3. Một số bệnh nhân thì có thể có teo não và giãn não thấp điểm GCA 2-3. Sa sút trí tuệ mạch máu thì thường kết quả của các bệnh là nhồi máu não diện rộng, thường là diện tích máu của cái động mạch não trước hai bên này, động mạch não giữa với diện tích máu rộng, nhồi máu động mạch não sau với tích máu của vùng đồi thị và phổi Hải Mã Thủy Thái Dương, hoặc là các cái thiếu máu của động mạch lớn như động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trong, bệnh mạch máu nhỏ. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân sa sút trí tuệ mạch máu với tổn thương chất trắng lan tỏa hai bên, kèm theo teo não lan tỏa điểm GCA 2 và teo Thủy Thái Dương MTA 3. Đây là bệnh nhân có tổn thương đồi thị cả hai bên ạ, nhồi máu đồi thị hai bên. Với bệnh nhân bệnh cảnh sa sút trí tuệ mạch máu thì luôn phải làm sung ly dần để loại trừ cái nhồi máu não cấp tính. Trên đây là trên hình ảnh là một hình tục hình ảnh trên sung phle là tổn thương chất trắng lan tỏa hai bên bán cầu. Nhưng khi làm sung diffusion thì thấy là có cái tổn thương nhồi máu não cấp tính của thủy chậm. Điểm thứ ba đó là suy giảm nhận thức nhẹ. Thì suy giảm nhận thức nhẹ thì nó không điển hình trong cái bệnh cảnh, không điển hình cho cái hình ảnh. Vì vậy mà cộng hưởng từ có giá trị để tìm các cái tổn thương ban đầu của MTA, GCA hay cái tổn thương mạch máu là một cái yếu tố nguy cơ cao để tiến triển thành các cái bệnh lý sa sút trí tuệ. Bệnh lý thứ tư là bệnh lý bệnh mạch amyloid não, thường là gặp ở những người cao tuổi do lắng đọng amyloid và gây các cái vi sốt huyết. Vi sốt huyết này thường xảy ra ở cái vị trí ngoại vi và lan tỏa hai bên bán cầu rải rác. Trên đây là hình ảnh T2 của một bệnh nhân có chảy máu, là có cái ổ vi chảy máu là cái ổ chống tín hiệu trên T2 làm chủ yếu ngoại vi.
Các cái ổ vi chảy máu này thì cần chẩn đoán phân biệt với các cái ổ vi chảy máu do tăng huyết áp. Thì ổ vi chảy máu do tăng huyết áp thì thường nằm ở vị trí trung tâm hoặc vị trí hạch nền. Bệnh lý tiếp theo đó là bệnh lý thoái hóa thùy não trước, hay còn gọi trước đây còn gọi là hay là bệnh PICC, và chưa có một cái điều trị cụ thể. Bệnh này thì đặc trưng bởi cái teo của teo dỗ dày của thùy trán và thùy thái dương ạ, có thể là đối xứng hai bên hoặc là một bên. Trong khi thùy chẩm ạ, thùy đỉnh thùy chẩm thì bình thường ạ. Thoái hóa thì nói trước thì có thể gặp một bên, ví dụ như trên bệnh nhân này thì đã có cái teo của thùy thái dương bên trái, teo nặng thùy thái dương bên trái. Triệu chứng lâm sàng thì thường rõ rệt vì là thường thùy bên não bên trái là thường là thùy não như thế. Đây là hình ảnh bệnh nhân có teo não trước không đối xứng là teo thùy não bên phải, thùy trán và thái dương bên phải. Bệnh lý xác suất trí tuệ với thể Levy thì xác suất trí tuệ này thì thường là kèm theo là thường là một cái bệnh lý của hội chứng Parkinson, và thông thường ở MRI thì có thể là bình thường, và phát hiện này thì trên MRI thì có giá trị là trong cái phân biệt bệnh này với các cái bệnh lý thường gặp như Alzheimer, nhưng nó không có giá trị chẩn đoán. Bệnh lý tiếp theo là bệnh teo não chân nhân tiến triển ạ. Teo não chân nhân tiến triển thì cũng là một hội chứng của bệnh Parkinson, và thông thường là biểu hiện của teo của trung não ạ. Đây là hình ảnh trung não bình thường ạ. Đường kính trung não thì lớn hơn 13 mm. Khi có cái teo não tiến triển chân nhân thì nó làm giảm cái đường kính trước sau của cái trung não, và làm cái dẫn đến một cái đường viền lõm ở phía trên ạ của trung não, tạo thành cái dấu hiệu đó là hummingbird, là con chim ruồi. Bệnh lý tiếp theo là bệnh teo đa hệ thống. Bệnh này cũng là hội chứng của Parkinson với đặc điểm là teo của tiểu não, teo tiểu não này, cầu não và trung não. Vì vậy trên hình ảnh thì có cái đặc điểm là giảm thể tích và sâu rộng các cái cuộn não của tiểu não này, các cái dấu hiệu của hummingbird tức là teo của trung não, và teo của cầu não là cái dấu hiệu hotspot wound, tức là giảm thể tích của cái cầu não kèm cái đường trụ thận. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân chụp từ năm 2015 đến 2018 là có cái tình trạng là teo của cái tiểu não, teo tiểu não và cầu não, dấu hiệu hotspot wound. Bệnh lý CGD tức là hình là các bệnh lý teo của thùy đỉnh, teo vỏ não thùy đỉnh không đối xứng, và thường hay gặp là teo thùy bên trái với đặc điểm lâm sàng hay gặp nó là các cái dấu hiệu của unnest hand, tức là cái bàn tay vô dụng, tức là các cái triệu chứng của run tăng trương lực của cái bàn tay bên trái ở bên phải kèm rối loạn ngôn ngữ, xác suất trí tuệ kèm theo. Bệnh lý CGD tức là đây là một cái bệnh thoái hóa thần kinh rất đặc trưng bởi cái tổn thương của lan tỏa chất xám của vỏ não và nhân xám trung ương. Đặc điểm của tổn thương trên hình ảnh cộng hưởng từ đó là hình ảnh tăng ký hiệu trên T2 trên T2 flare của các cái nhân xám trung ương và vỏ não, và có hạn chế phát tán trên division. Bệnh lý cuối cùng đó là di chứng của cái chấn thương sọ não ạ. Các cái di chứng lâu dài của chấn thương sọ não gồm cái tổn thương mất nhu mô và tổn thương sợi trục thì cũng có thể gây cái tình trạng suy giảm nhận thức, và tổn thương mất nhu mô thông thường là do tại vị trí đụng dập hoặc tụ máu não. Trên đây là hình ảnh của một bệnh nhân di chứng của chấn thương sọ não của thùy trán hai bên, thùy thái dương phải và thùy chẩm bên trái, có kèm theo là có thoái hóa chất trắng. Di chứng của chấn thương sọ não thì có cái di chứng của cái tổn thương sợi trục. Trên hình ảnh CT có thể là bình thường hoặc là những cái nốt tăng tỉ trọng dạng chảy máu. Trên cộng hưởng từ là có thêm nhiều cái ổ vi chảy máu. Ổ vi chảy máu này thường nằm ở vùng chất trắng sâu hoặc là vùng vùng cầu não, thân não.
Em xin tổng kết lại bài hôm nay là cái bệnh cảnh sa sút trí tuệ là một cái tình trạng bệnh phổ biến ở người cao tuổi, đa dạng về các cái hình thái tổn thương và bệnh lý khác nhau. Thế nên chẩn đoán là một cái thách thức cho bác sĩ lâm sàng cũng như là chẩn đoán hình ảnh ạ. Và khi đánh giá tổn thương trên nên được đánh giá hệ thống theo các cái thang điểm, nó là teo phổi não, các thang điểm GCA, teo từ thái dương theo thang điểm MTA, tổn thương mạch tổn thương chất trắng là theo hình Pasikat hay tổn thương thủy đỉnh của Kodan. Các cái bệnh lý hay gặp nhất đó là bệnh lý Alzheimer, là bệnh lý thường gặp với tổn thương điển hình đó là teo hồi hải mã thủy thái dương và tối là teo thủy đỉnh. Và bệnh lý thứ hai là sa sút trí tuệ mạch máu với các cái tổn thương chất trắng và lan tỏa nhồi máu diện rộng hoặc là các vị trí chiến lược ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn sinh thắm đã trình bày một cái bài có thể nói là cũng rất là toàn diện về cái chủ đề sa sút trí tuệ. Thì sau đây thì cũng xin mời ý kiến của bác sĩ. Cũng xin trước hết là khi mà các bác sĩ có ý kiến thì mình tóm lược lại một số những thứ. Thì khi mà những bệnh nhân sa sút trí tuệ đó, sa sút trí tuệ là bệnh nhân vào chậm chạp, thực ra là có cái thang điểm ICD-10 thì cái đó thì thôi các bác sĩ lâm sàng thì bác sĩ rõ rồi. Thế là khi mà mình thấy là bệnh nhân chậm chạp trí nhớ tất cả thứ có vấn đề thì chúng ta sẽ cái phương án tốt nhất là mình sẽ cho chụp cộng từ. Cho chụp cộng từ thì lúc đó cộng từ sẽ có hai cái vai trò. Một là xem là đầu tiên là phải xem là cái bệnh này có các cái nguyên nhân liên quan đến phẫu thuật hay không, ví dụ như là tụ máu dưới màng cứng mãn tính, ví dụ như là u não hoặc là những cái bệnh lý cấp tính. Đó, mình loại trừ ra cái. Thứ sau đó có cái mảng thứ hai thì bắt đầu mình nếu như không có những cái vấn đề đó thì mình sẽ đọc vào các cái vấn đề liên quan đến vấn đề sa sút trí tuệ. Nên mình sẽ xem nó ở cái thể gì. Mình sẽ xem đầu tiên là teo não thì teo não ở vùng nào, teo não trước hay teo não sau. Nếu teo não trước thì đấy là các bệnh lý của teo não thái dương trán. Thì thường cái teo não thái dương trán thì thường hay ở những người trẻ, đặc biệt là nghiện rượu, uống rượu nhiều hoặc là chấn thương đập cái vùng trán rồi thì là thường là teo não trước. Còn teo não sau tức là teo não vùng đỉnh thì mình nhìn thêm tiếp xem là có vấn đề của hồi hải mã không. Hồi hải mã thì lúc đó mình sẽ chia theo thường thang điểm MTA hoặc là thang điểm Shenten. Thường thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì hay có cái thói quen là mình đã quen rồi mình hay chia theo Shenten, thì Shenten cũng được, 0, 1, 2, 3, 4 đó. Thế sau đó thì tiếp theo thì mình nhìn các cái vùng khác như là thể chai có vấn đề không, bây giờ thì cầu não có vấn đề không. Nếu cầu não, thể chai hoặc là các cái nhân sám trung ương, mình xem là có cái tổn thương teo não ở cái vùng đấy không, xem có phải teo não trên nhân tiến triển không. Đó. Thế rồi thì các cái bệnh như là Parkinson không điển hình hoặc là teo não thể Lewy thì lưu ý rằng là Parkinson không điển hình là khác so với Parkinson chụp lên có nghĩa là MRI bình thường. Ví dụ bác sĩ Tuyến chẳng hạn gửi một cái đấy là ghi là bệnh nhân chẩn đoán là Parkinson thì cái Parkinson sẽ được trả lại với cái MRI thường, nếu đúng Parkinson là Parkinson kết quả sẽ bình thường. Bởi vì là khi mà chụp cộng từ Parkinson ấy, thường là mình không tìm thấy gì cả, nó bình thường và cái đó là một trong các cái cộng từ lúc đó không phải là chụp để chẩn đoán mà là chụp để loại trừ tất cả các nhân khác. Và nếu như có chỉ định phẫu thuật chẳng hạn như người ta sẽ can thiệp vào cái nhân đỏ niềm đen ấy, người ta sẽ đặt điện cực của đó chẳng hạn, thì phải đảm bảo rằng cái cộng từ trước khi đặt điện cực của bệnh nhân là bình thường thì mình mới đặt cái điện cực, người ta sẽ đi từ thủy trán xuống và nhắm thẳng cái chỗ cái nhân đỏ ấy, đặt hai cái điện cực hai bên để điều trị trong bệnh lý Parkinson, ví dụ như vậy. Thì như vậy tức là cộng từ là mình có các cái vai trò như vậy. Thế thì có một số cái ý khái quát tạm như vậy, mời tất cả các bác sĩ mọi người có cái ý kiến. Thế sau đó thì chúng ta cũng sẽ bàn luận thêm. Cảm ơn mọi người. Trước nhất có lẽ là xin mời bác sĩ Tuyến chuyên gia thần kinh bác sĩ. Alo.
xin cảm ơn tiến sĩ Hà với lại bác sĩ Thắng cho một cái bài giảng rất là bổ ích. Thế thì vấn đề là cái chẩn đoán cái sa sút trí tuệ thì đúng là nó không có cái mã bệnh nào là sa sút trí tuệ đâu, và cái chính của nó là sa sút tâm thần. Thế thì bây giờ thì cái sa sút trí tuệ thì bây giờ thì cái mặt bệnh của bệnh nhân người ta nằm ở ba cái chuyên khoa. Thứ nhất là bệnh lý về cái chuyên ngành về lão khoa là cái hay gặp nhất. Thứ hai là những cái bệnh lý về khi bệnh nhân mà có cái rối loạn tâm thần nhiều thì này là một khoa về tâm thần. Và thứ ba mới là khoa thần kinh. Thì bây giờ cái vấn đề về khoa thần kinh mà điều trị các bệnh lý có liên quan sa sút trí tuệ chủ yếu là mình điều trị ngoại trú. Thế còn lại là hai cái khoa bệnh viện tâm thần và cái bệnh viện lão khoa thì người ta điều trị nội trú. Thế do đó là cái vấn đề về ví dụ như là bệnh viện mình chẳng hạn thì bây giờ mình chưa có chuyên khoa về lão khoa cũng chưa có chuyên khoa về tâm thần, thì bây giờ những bệnh nhân mà người ta đến người ta than thể vì một số cái triệu chứng mà mình chẩn đoán là sa sút trí tuệ thì đa phần là điều trị ngoại trú. Thế do đó là cái vấn đề mà mình đặt ra trong cái vấn đề mà tiếp cận một bệnh nhân và sa sút trí tuệ thì hôm nay là về mặt hình ảnh học thôi, nhưng còn chủ yếu là mình chẩn đoán bằng lâm sàng. Như vậy là đưa ra cái vấn đề là tiếp cận một bệnh nhân sa sút trí tuệ mà có triệu chứng này thì đa phần là ban đầu tiên là mình phải chẩn đoán phân biệt trước đã. Ví dụ một bệnh nhân đến là tự dưng là đột ngột đến nay tôi nhận thấy quên này, tôi nhận thấy lẫn lộn này, thế nào thế kia, thì có khi là không phải sa sút trí tuệ đâu mà có khi là một bệnh lý cấp tính. Ví dụ như hôm qua có một bệnh nhân đến cuối giờ chiều đến người nhà than phiền là ông này bình thường ba ngày hôm nay tự dưng đi chậm chạp, thế thấy là quên ngu ngú chụp lên rồi có cái u phổi trên cái não vậy ạ. Thế thì mình cần phải phân biệt cái bệnh lý về sa sút trí tuệ thì đúng là nó không phải bệnh lý cấp tính, không chết người ngay được, nhưng mà mình có thể là mình sẽ bỏ sót một số cái trường hợp, ví dụ như tụ máu dương mạng cứng mãn tính này, rồi là u này, rồi là vấn đề về đặc biệt là cái đột quỵ cấp. Thế do đó là cái vấn đề của mình thì chủ yếu là chẩn đoán hình ảnh có cái vai trò quan trọng, đầu tiên là phải chẩn đoán loại trừ đã. Thế còn đâu nạp cái bệnh gì như bác sĩ Hà nói thì mình phải kịp sau, bởi vì là không phải rồi chẩn đoán hình ảnh thì chẩn đoán nó sao chứ vậy đâu, mà chủ yếu đầu tiên là các thang điểm lâm sàng đấy, người ta có trong bảng cái thang điểm mới rất là rõ, một khi lúc nào mà cập nhật cho mọi người xem ở bên chuyên khoa và lão khoa với tâm thần, họ có thang điểm chẩn đoán rất là rõ và chủ yếu là bằng lâm sàng là chính. Thế còn chẩn đoán hình ảnh thì nó có những cái giá trị nhất định, nhưng mà đấy là về vấn đề về tiếp cận. Cái thứ hai là chẩn đoán sớm thì mình phải chẩn đoán lâm sàng chứ không thể chẩn đoán bằng chẩn đoán hình ảnh được. Khi mà đã thay đổi những cái vấn đề trên hình ảnh thì bệnh nhân ở giai đoạn là vừa nặng rồi, mà sau khi tiếp cận điều trị và điều chỉnh giai đoạn sớm chứ còn điều chỉnh ở giai đoạn vừa và cái giai đoạn nặng thì kết quả điều trị nó rất là khó đấy. Thế còn lúc phân biệt thì bây giờ thì ngoài cái chẩn đoán thì ta phân biệt giữa các loại thì mình cũng phải dựa vào nhiều xét nghiệm khác nữa, như là trên xét nghiệm dịch não tủy là một số cái PCR mà liên quan đến cái protein tăng trong những một số cái bệnh lý về thoái hóa nám, như rồi là một số cái vậy. Bác sĩ Thắm không nói cái vấn đề về cái cộng từ phổ nhỉ, đúng không ạ? Đấy thì cái đấy thì ví dụ là mình đánh giá cái cộng từ chức năng ấy thì mình biết rõ là ví dụ như trên bệnh nhân là khi mà nhìn trên cái phim đấy là biết có thể là bệnh nhân sẽ bị có những cái triệu chứng rối loạn về cái gì, về ngôn ngữ, về chi giác, về cảm giác hay về thế nào thế kia, là vì trên phim đó mình có thể mình biết được. Cái thứ hai là một bệnh nhân có cái giá trị tổng cộng từ về chẩn đoán sa sút trí tuệ, nó có cái giá trị tiên lượng và giá trị chẩn đoán sớm. Ví dụ là khi mà nhìn một cái phim này mà bệnh nhân có cái tổn thương ở vùng não này thì nói luôn với người nhà sau này ông này chết vì cái này, ông ấy chết vì sa sút trí tuệ, tức là sau đó ông ấy nằm liệt, ông không biết gì luôn, mà gánh nặng về cuộc sống đối với những bệnh nhân rất nặng nề. Thứ hai là tiên lượng sống của bệnh nhân sau khi bị đột quỵ có sa sút trí tuệ thì nó sẽ rất là ngắn, rất là ít. Thế là bảo người nhà xuống bay đâu thì thương đây mình có thể nói luôn, mình có thể có căn cứ khoa học. Đấy là những cái giá trị rất là tốt của cộng từ như thế. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Sư Tiến có những cái ý kiến để bàn về lâm sàng rất là sâu, bởi vì chúng ta thì rõ ràng rằng là cũng làm chẩn đoán ảnh, nhưng mà mình làm cái mảng về cụm từ, về những cái mà sau đó phục vụ não các bác sĩ lâm sàng. Ở đây thì bác sĩ Tuyến có gợi ý thêm về cái chuyện mà làm cụm từ chức năng, thì đúng là như vậy, tức là nếu như mà mình mà muốn chẩn đoán sớm hơn nữa thì cụm từ chức năng cực kỳ quan trọng. Nó có hai cái, bây giờ thực ra thế giới thì họ cũng đang đi vào hai cái mảng đó, thì
nhất là các nước đang phát triển, các nước phát triển đấy thì họ rất là quan tâm đến các bệnh lý về lão hóa, dân số già. Thế thì nó có hai cái mảng, một là cộng từ chức năng, mình sẽ đánh giá xem các cái vùng vỏ não là nó phản ứng thế nào với các cái xét nghiệm của mình. Chẳng hạn như mình đưa bệnh nhân vào trong phòng cộng từ, mình hỏi bệnh nhân là cái này là ô tô màu đỏ hay ô tô màu trắng. Cái ô tô này nó có giống như ô tô vừa nãy nó chạy qua không? Tức là trên màn hình nó sẽ chạy một cái ô tô qua, xong đó đi một ô tô khác. Trong lúc một cái ô tô nữa chạy qua, mình hỏi cái ô tô này lúc đấy nó đã nhìn thấy ô tô như này chưa? Ví dụ như thế. Sau đó thì hoặc là các cái phản ứng đấy là về ngôn ngữ về hình ảnh, hoặc là ngôn ngữ về lời nói. Chẳng hạn như là hỏi bệnh nhân ghi chú một cái số điện thoại chẳng hạn, xem bệnh nhân có ghi được không? Nếu không ghi được có nghĩa là cái trí nhớ làm việc ấy, nó gọi là working memory ấy, của bệnh nhân rất là kém. Thế hoặc là nó có rất nhiều các cái test để mình kiểm tra như vậy. Thế cái mảng thứ hai đấy là cái làm cái PET CT. Làm PET CT thì nó cũng sẽ đánh giá xem là cái vấn đề chuyển hóa của các cái tế bào não, các cái vỏ não và các cái vùng như thế nào. Thì qua các xét nghiệm đó mình sẽ khẳng định được, sẽ chẩn đoán rất sớm được Alzheimer. Bởi vì Alzheimer là cái bệnh mà nó giảm tế bào não sớm ở trên cái cộng từ chức năng và trên cái PET CT. Thế thì mà hiện tại thì mình cũng chưa triển khai được cái đó. Với cái máy cộng từ thì có thể làm được, nhưng mà nó thiếu thiết bị. Các cái thiết bị mà trong phòng cộng từ liên quan đến cộng từ chức năng nó rất là đắt. Bởi vì các cái màn hình này, rồi thì tất cả các cái công cụ trong đấy nó đều phải là không lãi từ. Bởi vì là TV này mà đưa vào thì nó hỏng luôn, đúng không ạ? Nhưng mà cái kia là TV đấy, nhưng mà nó phải chạy được ở trong cái phòng cộng từ. Đấy thì nó phải là các cái dụng cụ rất là chuyên biệt. Thế thì hiện tại thì bây giờ mình chưa có cái đó, nhưng mà đấy cũng là một cái hướng. Thực ra thì hiện tại bây giờ cũng như ở Việt Nam mình thì mới có ở 1.8. Thì 1.8 là có phó sư tiến sĩ Lâm Khánh. Trước anh Lâm Khánh này anh học tiến sĩ ở Nhật, anh ấy chuyên về cái mảng cộng từ chức năng. Thế thì ra về đây thì anh ấy cũng rất là muốn phát triển cái mảng đó. Thế nữa là 1.8 thì họ không có tính gì tiền, không tính cái chuyện đầu tư mà lại toàn khám cho các lãnh đạo thôi, cho nên là họ cũng không tính những cái vấn đề là chi phí hay lợi nhuận trong cái số đó. Thế còn một cái hệ thống thứ hai cũng muốn khởi động cái đó, đấy là VinMec. Hiện tại bây giờ thì VinMec cũng hầu như chưa làm ca nào cả, nhưng mà họ cũng định hướng đến cái vấn đề là họ sẽ phải làm công thức chức năng. Thì có thể mình lâu dài gì đó thì có thể tính cái đó, nhưng hiện tại bây giờ thì chưa. Đấy thì cung cấp thêm một số những cái ý mà bác sĩ Tuyến vừa đề cập. Mời mọi người có những ý kiến như khác không? Vâng. Vâng. Thế thì chúng ta dùng bữa trưa, sau đó thì vừa rồi chúng ta có thể thảo luận thêm.